chào các bạn đã đến với kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình. Trong thời gian qua thì mình cũng làm một số cái video clip để hỗ trợ các bạn cách khắc phục lỗi không vào được YouTube, và cũng có rất là nhiều bạn làm thành công. Nhưng thời gian gần đây thì mình thấy là có rất là nhiều khách hàng mà các bạn phản hồi mình là khi các bạn cài đặt về cấu hình mặc định của nhà sản xuất như cái video mà mình hướng dẫn, thì TV nhà mình thì xem được trong vòng 1 ngày hoặc là 2-3 ngày hoặc 1 tuần thì lại dẫn đến hiện tượng bị treo logo lại. Thì mình cũng mới nhận được cái thông báo ở bên Sony về cái vấn đề về nâng cấp phần mềm, về vấn đề về mở một cái trạm thu sóng trực tiếp ở bên Việt Nam. Cho nên là thời gian ở đây là phần mềm của bên YouTube nó đang được nâng cấp thường xuyên, dẫn đến hiện tượng và TV Sony nó hay bị lỗi. Có những TV Sony và TV Samsung và LG, Toshiba, Panasonic cũng dẫn đến hiện tượng lỗi rất là nhiều. Và nhiều lúc các bạn khắc phục thì các bạn cũng không thể để khắc phục được, hoàn thành được cái triệt để để cái bệnh treo logo. Thì hôm nay mình có một cái hướng dẫn là các bạn cách khắc phục như sau. Và đầu tiên thì cái cách khắc phục thì nó tương đối là đơn giản thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục bằng cách là bật chế độ nâng cấp phần mềm tự động. Thì đầu tiên các bạn sẽ nhấn phím home ở trên điều khiển để các bạn nó hiện ra một cái giao diện chính. Thì các bạn chọn ở cái mục cài đặt hộ tôi. Và sau khi nó hiện ra một cái, các bạn tìm đến cái mục cài đặt có cái hình bánh răng cưa ấy rồi, thì các bạn sẽ tìm đến cái menu là cập nhật phần mềm hệ thống. Và các bạn vào cái phần cập nhật phần mềm hệ thống thì các bạn chọn tiếp của tôi là cái phần kiểm tra phần mềm hệ thống. Nếu trước đây bạn chưa cập nhật phần mềm tự động thì bạn nhấn cập nhật phần mềm và các bạn chờ đợi TV sẽ tải về. Cái trường hợp mà bên TV Sony nó cập nhật phần mềm hơi lâu, nó phải mất đến 2-30 phút và có thể lâu hơn, thì các bạn phải chờ. Các bạn tuyệt đối không được rút điện ra. Khi mà các bạn đã cập nhật thành công cái phiên bản mới nhất rồi, thì ở mục dưới cái phần mềm cập nhật hệ thống ấy, nó sẽ có một cái bản tải phần mềm tự động. Thì các bạn kích vào đấy và các bạn phải chọn chế độ bật hộ tôi. Tại sao mình chọn chế độ bật? Bởi vì khi mà có cái phiên bản sửa lỗi mới nhất ở bên Sony người ta cập nhật lên để các bạn sửa lỗi, ví dụ như lỗi không vào được YouTube vừa rồi ấy, thì các bạn thì TV nó sẽ tự động, nó sẽ tải về, nó cập nhật phần mềm cho các bạn. Thì như thế này thì các bạn sẽ khắc phục được cái lỗi không vào được YouTube. Và cái quan trọng nhất ấy là một cái bước rất là đơn giản như thế này mà các bạn, một số bạn là có cái thói quen là khi mà các bạn xem xong chương trình TV thì các bạn tắt TV ở chế độ standby, tắt ở trên điều khiển, sau đấy là các bạn cứ để vậy, hôm sau các bạn xem các bạn tự động bật lên. Thì với thời gian này thì bên phần mềm của bên YouTube nó đang bị có rất là nhiều vấn đề. Thì cái mà để khắc phục được cái bệnh mà treo logo ấy thì các bạn rút điện ra. Các bạn xem xong các bạn rút điện ra. Khi mà các bạn dùng TV lại thì các bạn cắm điện vào, các bạn bật TV lên bình thường. Rồi các bạn ngồi chờ một lúc khoảng đến 50 phút thì lúc này TV sẽ tự động, nếu mà nó phát hiện ra phiên bản phần mềm mới nhất thì nó sẽ tự động nó cập nhật cho các bạn. Thì các bạn sẽ khắc phục được lỗi không vào được YouTube và bị treo logo. Đấy. Thì mình sẽ tìm hiểu được, và cái bài viết hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn là cách khắc phục như vậy. Thì các bạn lưu ý là khi mà xem video của tôi, các bạn lưu ý là xem hết từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ hiểu được ra vấn đề. À, mình phải khắc phục như thế nào. Đấy.
nó tương đối là đơn giản thôi, nhưng mà ngược lại các bạn không xem hết mà các bạn cứ gọi điện cho tôi thì tôi không nhận tư vấn qua điện thoại, bởi vì là tôi cũng còn rất là nhiều việc, mà một trong một ngày mà có bao nhiêu người gọi điện như thế thì tôi không thể trả lời các bạn được, các bạn thông cảm. Và các bạn nào hỏi thêm thì các bạn làm ơn để lại cái nhận xét ở dưới thì tôi sẽ có cái thời gian trong một ngày, tôi sẽ cố gắng trong có một cái thời gian ngắn thì tôi sẽ vào tôi sẽ đọc cái nhận xét của các bạn và tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm và cái biện pháp khắc phục để hỗ trợ các bạn. Vậy kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thái Bình xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.